Rồi, kìa kìa, lấy ra, chiếc tàu ra. Wow. À, trời ơi, cái chiếc tàu này hả, thở không dám thở nè quý vị ơi. Đi chèm nha, đi biển chèm nha quý vị. Trời ơi, con nè. À, có ai nghĩ được vậy không? Trời ơi, chiếc tàu. Quá hay rồi mấy anh. Cái này không dám thở luôn nè. Không rồi sao? Chưa chắc anh nha. Ủa vậy là miếng này á thì sẽ xếp một chiếc tàu á hả? Rồi cái này là thôi con nghĩ á, nó cỡ cái móng tay của con hả? Rồi thì bởi vậy rồi. Nè, được không? Không được. Anh xếp được á. Anh tới đây. Anh xếp đi. Cái này dài một mấy năm mà mày ngăn. Miếng miếng dài nữa rồi. Dài miếng nữa. Con nghĩ cái này khó lắm mà. Nhỏ quá trời sao chịu nổi. Không. Sao? Cái miếng này ngăn chút nữa mới được. Ừ. Ừ. Thấy không? Ta xếp được cái bắt ta xếp khó quá. Nè, cỡ cái uống coi. Đâu, cỡ nào? Được chưa? Cái này tụi nó bự, rồi đây. Ờ, chơi luôn. Chơi luôn. Rồi, em chơi luôn. Đó luôn đây. Vô luôn hả? Trời, em đi, em muốn làm gì em làm. Ờ, vô luôn đi. Đó, trời ơi. Biến luôn. Đừng nói mà hai chiếc tàu đi dính với nhau. Nói gì vậy? Một cái à. À, giờ là muốn chọn sao chọn đó. Còn cái em để dành, để trong miệng nó. Dám làm cái bườm á. Không phải. Là sẽ vô đó đi. Thì cái răng nó nói chuyện với nhau. Ờ, ê mày muốn xếp cái nào đó. Bé An cười kìa. Bây giờ bé An tới giai đoạn sắp chiếc tàu chứ quý vị. Giờ răng nó nói chuyện với cái lưỡi. Ê giờ mày muốn xếp nào mày. Bé An xếp chiếc tàu nhỏ xiên nhỏ luôn. Mình ngón tay cái thôi. Người cô sọt vô còn hơi khó đây nè. Cô sọt vô còn không thấy đường nữa. Rồi lụm luôn. Ta sọt bằng lưỡi thông thật. Thôi mẹ ở lại đi mẹ ơi ha. Mẹ ở lại đi mẹ ơi. À, cái miệng đá lử lử này nè. Ủa cuối cùng là chọn lớn hay nhỏ nha An? Cái này mắc trợ giúp rồi. À, mắc trợ giúp rồi hả? Rồi trợ giúp mẹ ơi. Trợ giúp kìa. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Trợ giúp mẹ ơi. Thôi tự nhiên làm đi. Ừ. Mình tự mình phát kỷ lục mình coi. Phá cái lục coi. Trời ơi, tháng này cái banh bông mà nó lòn sao mà qua được cái banh bông tôi mới sợ nó chứ. Ủa, banh bông là... Cái banh đó, dạ? Cái banh tròn đó, không biết làm sao mà nó xó qua cái banh đó, tôi cũng không biết. Ủa, là sao con không hiểu? Cái banh đó, dạ? Cái banh tròn đó, dạ? Không biết nó làm sao mà nó có xó. Có lỗ không? Không, cái banh sao có lỗ. Nó tự nó làm rồi sao không? Ôi. Không biết nó làm sao cũng biết à. Còn cái dòng này đó, là nó làm đùm đùm vậy nè, nó làm hả, nó làm đẹp lắm nha, mà tại vì viết hư chân nè. À, mấy hạt này là xỏ từ hột màu ra gì nè chứ không phải là mà nè nó nè, em thấy không, xỏ lận hột hột mà ra đùm đùm vậy nè. Vậy đó hả? Ừ. Còn công chỉ này nè ha, là mua cho nó một lần mấy chục cuồng này nè ha, để nó bính ra công chỉ nha, nó bính ra công chỉ. Cái này con cũng cầu mong á là bé An á sẽ được cái cộng đồng mạng quan tâm á, và những cái kênh lớn á sẽ giúp cho bé An đi thi những cái cuộc thi lớn của quốc tế rồi. Chứ con thấy cái điều của bé An đó là một điều kỳ thú và rất kỳ lạ luôn. Nếu mà được mà ví dụ kỷ lục thế giới á mà bé An làm được cái này á thì bé An sẽ giúp cho gia đình nhiều lắm á. Thì cũng mong quý cô chú anh chị hãy chia sẻ về cái hình ảnh của bé An xếp những cái con hạt nè, xếp chiếc ngôi sao và xếp chiếc tàu bằng những hạt gạo thôi. Đó là một điều kỳ thú. Quý cô chú anh chị hãy theo dõi và đăng với là chia sẻ thật nhiều, giúp cho bé An có cơ may được những cái người mà bên kỷ lục thế giới. Nếu mà quan sát được cái này đó thì con giúp, con nghĩ là sẽ giúp bé An nhiều lắm á cô. Ha cô ha. Con cũng mong cho cuộc sống của cô đúng bình yên, mình cho đầu óc nó bớt nha. Dạ sống chưa, cho con cái tâm. Cái tâm, cái tâm chi vậy? Mắt trợ giúp. À, mắt trợ giúp cái tâm nữa hả? Ôi, tôi nói nó xếp chiếc tàu nhỏ là nó lấy cái tâm nó để trong họng sẵn, lần nữa nó lấy cái mũi nhọn nó giúp chiếc tàu ra. Trời ơi, trợ giúp rồi. Người giúp sao nữa? Ra, nó giúp sao đó. Giờ chắc tôi nãy cái miệng kìa, tôi coi ra cách làm sao quá. Trời ơi. Nó giúp rồi, tôi biết rồi đó. Có chiêu gì không đây không biết nữa. Chiếc tàu nhỏ xíu như hột gạo thôi quý vị.
bằng miếng giấy bằng tay cái thôi mà bé An sẽ xếp thành chiếc tàu. Thì phải nói là cái này là Việt Nam mình có 102. Đúng, cái này chỉ có 102. Việt thế giới có 102. Thế giới Phong chưa biết sao thế nhưng mà mong rằng là An ê, có 102. Khoái đi nước ngoài không? Hả? Thích đi máy bay không? Chắc chết. Ma nó chết trước nó nữa. Rồi. Đi mà cho mặt. Dễ gì? Chừng kỹ quá vậy. Chiếc tàu nhỏ như hạt hạt gạo luôn. Và em tin là bự hơn à. Bây giờ em tin là nó ship cái ngôi sao bộ đèn đựng đó. Ờ. Bọng luôn. Trời ơi. Bọng luôn. Ngôi sao bọng luôn. À. Ngôi sao bọng luôn. Xong. Xong. Hả? Xong. Rồi. Kìa lấy ra. Lấy ra. Chiếc tàu ra. Wow. À. Trời ơi cái chiếc tàu này hả là thở không dám thở nè quý vị ơi. Đi biển kèm nha quý vị. Trời ơi, có mẹ. Có ai nghĩ được vậy không? Trời ơi, chiếc tàu. Quá hay rồi bé. Cái này không dám thở luôn nè. Không, rồi sao giờ ta? Để kéo chiếc tàu lại Phong ơi. Rồi sao vậy? Anh nghe ngay cái tay anh coi. Tiên chiếc tàu rồi. Trời ơi, chiếc tàu nó quý ơi. Trời ơi, em không có dám nghiêng gió nó thổi cái là bay liền luôn á. Chiếc tàu vừa có chút xíu à. Rồi, chắc bên nhớ à. Trời ơi, con này xếp được chiếc tàu ghê thiệt chứ. Rồi bây giờ để con ship một cái ngôi sao bọng cái nữa tặng cho thấy anh. Nó khác không? Là... Khác một thôi, ship cái nữa đi. Thôi được rồi thì gì ơi. Sao nữa? Vậy mỏng. Vậy mỏng. Vậy tôi nghĩ mệt rồi, đi. Rồi bây giờ đưa đây xỏ mấy cái vật này đem về làm kỷ niệm. Ha. Xỏ đúng nữa hả? Trời ơi, An ơi, xỏ An. Ơi, chứ đừng đưa nó xỏ nữa, tội nghiệp quá. An ơi. Xỏ hình đó là bây giờ cô xỏ cho em đi chứ mỗi lần nó tự xỏ đó. Thôi. Đây nè, có khủng khiếp chưa? Trời ơi, chiếc tàu. À nè. Tôi gọi coi coi, qua chiếc tàu nhỏ xíu rồi nè quý vị ơi. Ngộ chứ. Cái miếng giấy bọn ta cái xếp chiếc tàu còn lớn hơn cái hộp hộp gạo chứ mà. Trời ơi. Hay quá hay. Không ngờ luôn á là 102 trên thế giới. Ủa trong nước Việt Nam luôn. Ừ. Thì kim lại giùm mẹ con. Mẹ hết thấy đường. Gì vậy? Còn gì nữa bé An? Để xỏ chiếc tàu vô đây. Xỏ kim nữa hả? Cái bánh ủ này gấp muốn gần gấp 5 gấp 6 lần cái chiếc tàu này mà vậy xếp được. Rồi. Xỏ rồi đó. Chưa. Quá trời luôn rồi. Đây anh chị cầm tới cái này anh chị coi đi. Đó, coi cái này anh cầm có tin được không? Đó. Là thằng đó với thằng này. Cái gì thấy là chiếc tàu này có ai tin nổi chiếc tàu. Chiếc tàu này là còn bự hơn chiếc tàu cũng như phim đó. Dạ, có bữa nó hả? Cái chiếc tàu đó, nó con nhìn đó. Con con sợ luôn á. Ừ. Chiếc tàu này có gì? Có ai tin được đây là bé xếp chiếc tàu có cái bự bên trong luôn nha. Nó nhỏ hơn là cái rồi xong rồi hả? À. Đưa chiếc tàu này, rồi đưa chiếc tàu luôn kìa. Xỏ vô để không nó mất. À. Rồi đem về để làm kỷ niệm nha mấy em. Dạ tỷ như mấy em cứ cất cái vật này đi. Cứ ăn mà nó có. Bây giờ mấy anh muốn cho mấy cái tàu bằng dây phim đó. À, mấy anh có trả lại kiếm cho em một cục phim đi. Rồi phim. Không có. Không thấy đường số quên. Ồ quên nha, năm rồi hứa với An đã một không cũng quên luôn rồi. Sao? Ủa sao ở tay rung với vậy? Tay nó gì? Tay nó tay. À. Tưởng nghe nhạc nhịp chứ. Ông Phong nè, ông kiếm chuyện với tôi hoài không? Không hả? Anh nè, bây giờ tôi xỏ chiếc tàu này để nữa mấy em đem về làm kỷ niệm bằng coi và tỷ như mấy em có tất khi mà Thúy An cởi hạt quy tiên qua đời mấy em nhìn thấy cũng còn gặp chiếc tàu của Thúy An nha. Đây gì vậy? Không đi gì đây nè. Chưa để xỏ vô cống hút để thôi nó mất. Dạ, cái này em sẽ cho anh Phương đó nha, làm kỷ niệm đi. Dạ, con xin làm kỷ niệm đi. À, còn em thì giờ rồi cũng có một sợi rồi có kỷ niệm của An rồi. Có hả? Ừ. Vậy là em xin cái này đi. Rồi cho anh luôn. Làm đồ bằng phim đẹp lắm mà không có đâu phim. Bây giờ hả, nó làm cái gì nó treo tủ cũng đẹp hết mà ta lại ta coi ta xin chân bây giờ nó nghĩ nè. Anh Phương ơi. Dạ. Bây giờ anh á làm sao anh săn giùm em một cái cuồng dây cuồng phim hồi đó của mình á. Phim đen á, nhớ không? Video á. Phim mà băng đĩa đó. Kiếm giờ đây anh em mình đi qua đó. Ok. Là An làm cái đó nữa đó. An không phải là thèm cái đó lắm rồi đó. Là nó ship ngôi sao này kia là đó, đó em có đó, mà cái thằng em á nó lấy nó chơi diều hết trơn. À nó làm đu diều hết trơn. Trời đất. Đó nó làm chơi diều trái nhà không còn. À, cả 3 giờ này nè. Dạ. Mẹ con rau xài làm từ 15 tối, con rồi đó. Dạ. Tối trái nhà hết trơn, trời trơn. Không còn ai được hai bộ đồ, Thứ An còn được cái quần xà lỏng. Rồi, em có cái quần xà lỏng. Rồi, để cho em cái kỷ niệm. Giờ bé An tặng cho mình nha quý vị. Đây là cái những cái con hạt mà bé An xếp
tặng cho Thanh Phương Đồng Tháp 10 với anh Phong râu vlog. Anh Phong không có, anh Phong không mà có, nhưng nhường mà... là cho mình nhường à, nhường là cho Thanh Phương. Yeah. An ơi, yeah. Xem khỉ nha. Ông trời ác quá vậy. Anh dạy em lên nó cho anh coi. Ừ, nó nói chưa bữa nào qua đó đem cái cuộn phim video á qua cho An nha. Dạ. Ừ, cái này là hứa thiệt á chứ không phải như năm rồi hứa nữa. Cái đó là phải quên chứ không phải tao hứa. Đó thấy chưa, An dễ thương đi đó. Thì cô ơi, bây giờ á con sẽ gửi 500 á, là của cô chị Loan ở Mỹ á. Dạ. Sẽ gửi cho An cũng như là mua hay là ăn uống hàng ngày nha. Thì cũng kết hợp với anh Phương á, nó giúp An được này cũng tới 1,5 triệu rồi. Dạ. Đó, đó là chị Lan, thì chị Loan ở Nhật, bây giờ là chị Loan ở Mỹ nữa. Dạ. Thì nhiêu đây cũng là mình có được một chút xíu về chi phí hàng ngày ha. Dạ. À, vui không? Dạ vui. À, rồi nha, Phong xin cảm ơn ba chị á, là chị Lan, chị Loan ở Nhật và chị Loan ở Mỹ á. Ba chị thật sự tuyệt vời. À, đã giúp cho những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch và những người già neo đơn á, bệnh tật luôn. Ba chị là một cái mạnh thường quân là tuyệt vời của kênh của Phong và Phương luôn á. Yeah. Của anh Phương luôn. Thì Phong xin chúc ba chị và cùng gia đình đó là thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và vạn sự như ý. À, riêng con thì con chúc cô với em An á là thật nhiều sức khỏe. À, luôn luôn vui vẻ và gia đình của cô á cũng bình an với hạnh phúc ha. Dạ. Yeah. Yeah. Cô cũng thay mặt mẹ Thúy Lan để chúc mấy em, chúc mấy cô ở bên Mỹ đó em, như bên Nhật vậy á, rồi là sức khỏe được mà có tấm lòng từ thiện nên cho những hoàn cảnh khó khăn được mà được mấy cô giúp đỡ gì em ta mừng. Dạ. Rồi vì cũng con cũng hứa rồi con sẽ qua tiếp nữa để mà con đem cái cùng băng video làm hết mới cho về, làm hết mới được ha. Làm hết anh cậu đúng phán đi đủ rồi. Thích chọc vậy đó, vui ha. Yeah. Qua vui là được ha. Yeah. Rồi thôi về nha. Yeah. Xin chào. Rồi, không xin chào. Yeah. Hẹn gặp lại. Đấy, chuyện trong lúc này.